À đeo con giáp đó chứ. Trời ơi. Hai thằng đấy nhá. Trên nhà nó kê rồi, ok rồi, kê bên nhà kho bên này này. Đang kia đây. Có máu không? Cho tôi bình máu luôn. Mình biết. Tao đọc cái bằng đít đi. Gạt được thằng kia chưa? Gạt rồi thằng không? Thằng tí gạt chưa? Chưa, gạt chưa? Nó bị gạt rồi, thằng tí bị tinh khác bắn rồi. Có thằng đâu á? Đang đang chạy xuống xuống nó chạy ấy. Có 4 lấy xe, nó lấy xe chỗ nhà vệ sinh ấy, cái bị đồ đã cứ dí chết dí chỗ này luôn. Lấy xe chạy rồi à, đủ gắt thế, thằng khác bắn cứu được mà, cứu được không? Được không? Được phải cứu được, nói hệ sinh còn gì. Rồi rồi, cứu được, xe công tới này, một số bạn đây, xe đã công bên đây, có máu chưa? Chưa. Bây giờ tao còn mang đít nãy giờ. Không có nước không? Mày. Xe dừng ngay, xe dừng ngay. Ôi nổ chết rồi. Tôi bị kê đằng sau. Hay dừng ở đấy là bảo. Ừ. Nó một thằng. Thằng xem một thằng thôi. Không, bên đó thì một thằng sợ bên này con. Nó bắt đứng nó đúng không? Ờ bắt được đấy. Con nó đang đây thắt được rồi. Con nó đây đấy. Mắt cứ để hết máu rồi à. Ngay sau lưng con. Đây đi. Bước chạm đấy. Nhưng khói chạy kìa. Có bốn không? Lên đi đâu? Cam 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 cái đằng sau có một thằng bắn đầu nó rồi, nó núp đéo lũ ra, mới phải chôn đường màu khác ra. Sao nhanh thế, nó sau cục đá thôi, nó chỉ qua sau cục đá thôi.